I'm rich. Hello everybody, welcome to Hell với KT. Thì xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một con game là Dota truyền kỳ. Đó. Đây là hướng dẫn các bạn lại là phần login nha. Đây, xin gấp nè, đăng ký. Đó, các bạn muốn đặt cái gì đặt ha. Mật khẩu. Rồi ok, go. Cho nó không cho go. À chưa tích vào đây. Ok, go. Đó, free VIP 15 và 28.000 kim cương ha. 28.8 kim cương. Và bản này là bản season 1.000 mấy gì đó. Bản này ra rất là nhiều server rồi ha. Nó cũng lâu lắm rồi, không biết nay nó có thay đổi gì không. Nhiều bạn là hỏi mình là con game này sao thì hôm gà mình cũng làm miếng up, nay up cho các bạn ha. Hiện tại đường truyền đang là mạnh ha các bạn. Đó, chạy dù luôn. Để mình lướt qua cái phần này ha. Rồi, sau khi cập nhật xong thì nó quay lại cái phần login ha. Vậy chúng ta vào lại game nè. Cái bản này season hấp quá, không biết là vô nó có gì đây. Đồ nhân được nhân 8 nè các bạn. Nhân 8 này nhanh lắm luôn á. Đỡ. Bình thường này nhân 2 với nhân 3 không ha. Đây là hồi ức thôi các bạn. Đó. Hồi ức Dota truyền kỳ. Được. Cái tên đó được. Ok. Mạng bùng mấy bữa nay, mạng Viettel như cứt. Nè, VIP 15 rồi ha. Quay hamburger rồi các bạn. Trời. Phiên bản này không phải season 1 các bạn ơi. Đã cập nhật luôn rồi nè. Không mà con này bữa nay không ngon ha. Nhìn là thấy không ngon rồi. Ý, đăng nhập được thêm 2.000. Wow, ngày mai là được con một con mới rồi. Một con chắc bả sao quá. Tính ra nếu mà đăng nhập hết từng thì để coi. 1 2 3 rồi chứ. 4 5 6 7 7 mà nhân cho 2 là 14, 14.000 một tháng ha. Có sự kiện gì đây? Sự kiện tiêu kim cương 20.000 sẽ được nhận cái này. Có gì ngon không? Nạp 50 tệ. Skin. Level 30 được 3.000, 40 được 4.000. Cứ thế mà đi lên. Skin nhiều ghê các bạn. Đây skin của nhân vật nè. Rồi 50 tệ. Mấy cái nạp này chúng ta lướt qua ha. Nạp 200 tệ được một quả trứng trứng rồng ha. Trứng vàng. Và level hấp chưa có cần tới đâu. Nạp lần đầu 6 tệ nè. Được con này tát cũng ngon lắm bạn. Tăng cũng ngon lắm. Con nó mà đánh tăng là hết ý luôn. Lại 50 tệ. 30 tệ. Gì đây? Như nạp 1 tệ hay gì?
hay là tiêu một kim cương, chắc là vậy quá. Bộ này là đang nhập ngày mà, này cũng không ngon lắm hả, nhìn nó không thơm. Đây là quà nạp rồi, đây quà nạp luôn. Rồi mấy này là mấy event ngày hôm qua ha. Nhìn sơ thì event có bộ ngon. Giúp thử một cái coi. Một hồn, con này là 30 hồn được một con nè. Mà 1, 2, 3 này là 9 nè. 9 là 10 à, 9 là 10 là 19. Con này là 30 luôn. Này là 15 rồi. 15 con này 8 hồn. Ngon người ta. Nè, đủ một con rồi nè. Này, này thiếu mảnh. Này thiếu 3, này thiếu 2 mảnh. Con này đủ luôn rồi nè. Nhưng mình muốn lấy con kia. Chứ dễ có tướng chứ ta. Oh my god. Dễ có tướng quá các bạn ơi. Ui rồi ôi. Này quay ham được gì ta? Chưa quay được. Cái này là quay một lần đầu là được con tướng hay cái gì nè. Thử đi, đâu có. Được một con support. Đánh hàng cuối, quá ngon. Ui giời ơi. Đây này. À, gì cấp 12 mới mở được hả tào lao cái vậy? Cậu. Mát VIP luôn ha. Tính ra vậy là quá ngon, được 2 con nè. Khỏi còn phải ghép. Ngon các bạn ơi. Ký ức ùa về. Bản này ngon nha. Bản này mình tuyên bố là bản này ngon nha các bạn. Nó nhân 8 tốc độ nè, rất là cài, cài rất nhanh ha. Chắc mình cài lại quá. Mà nhân cao quá chúng ta không thấy được cái kỹ năng của nó. Rồi cộng cái này. Ui dồi ôi, lâu lắm mới thấy một server ngon như vậy đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta quét ha. Quét này cho nó lên cấp cho nhanh. Đây là mình đang test cho các bạn nha. Các bạn cài thì cài đừng có cài như mình nha. Cài như mình hơi bị phí kim cương nha các bạn. Nhưng mà nếu mà tính ra nào, nãy mình quay có 12.000 à. 12.000 là được 4 con tướng. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần quay 12.000 thôi là được 4 con tướng. Bữa nào coi có tướng ngon ngon như Yasuo hay là cái gì nhiều con tướng mới lắm. Mà các bạn xài ha, xài mấy con đó ngon hơn. Đây đó, à hết vàng. Ok. Toàn là những con mà khó đỡ không. Lên cấp cũng rất là nhanh nha các bạn. Ngon đấy. À này là level. Không biết cái cây kẹo đó để làm gì, chút để vô coi. Tiêu 12.000 hồi nãy nè.
lên 1 tỷ rồi. Ủa 1 triệu rưỡi vàng rồi. Á đồ. Ô server này rất ngon các bạn ơi. Thời gian hồi hồi máu, hồi mana gì rất là nhanh ha. Hồi điểm, thời gian hồi điểm rất là nhanh ha. Mà tới 200 điểm nữa nâng hơi bị mỏi tay á. Nè. Mỗi thời gian là chỉ có 0.2 giây thôi. Mình từng chơi rất là nhiều cái server rồi ha. Server này tương đối là ngon. Rồi trong hộp quà năng động có cái gì đây? Kinh nghiệm. Quá ngon, quá ngon. Ngày đầu có bộ cài lên 50 mấy á. Mai mình sẽ tạo. Sẽ chờ một server mới ra mình chơi ha. Nhưng mà mình vẫn phải test cái server này cái. Quốc Arak. Tên nạc ha. Ok. Ủa đặt tên chưa? Bản xếp hạng đâu rồi? Ở đây không phải, đây là bản thông báo. Không phải cái đi rừng đi mít gì đó. Sao level hấp vậy ta? Tính ra mình cài lẹ mà. Ủa? Á đù, server này chắc cũng lâu rồi nè. Chuyển sinh luôn rồi. Cái này sẽ có nhiều tướng mới rồi các bạn. Này tướng ghép không nè. Ôi trời trời trời. Để coi. Top 10 cũng xài tướng ghép nè. À có con này. Có rất là nhiều tướng mới nha các bạn. Quá ngon, server quá ngon rồi ha. Để coi trong rương nó có tướng gì với tướng gì ha. Không ngon nha. Mở cái này không ngon nha. Các bạn mở hamburger ngon hơn. Nè mở cái này nè. Ngon hơn. Tào lao mới có mười mấy mà nó mở full chứ full chức năng luôn rồi trời. Có cái shop nó không mở đầu tí. Bỏ mấy con này ra. Đó, nhét mấy con này vô. Rồi. Quá ngon, quá ngon. Tướng thấy cũng dễ có nha, không có gì khó. Server này rất là nhanh lên cấp ha. Rồi thì mình giới thiệu sơ cho các bạn gì nữa đây. Đánh chưa lại người ta đâu.
cách nè. Leo tháp ha, ok. Yasuo rồi này nọ nữa các bạn. Ngon đó, ngon đó. Rồi, video review cũng tới đây thôi ha. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Chị hôm bữa có bạn kêu mình là giới thiệu một server, thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một server này ha. Server này tương đối là ngon rồi đó. Quy ít nhưng mà có nhiều tướng lắm các bạn. Các bạn có thể cài các móc móc này nọ, có trong nhiệm vụ này nọ nữa ha, online mỗi ngày đồ cũng có. Bánh nãy đâu rồi, đây rồi. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye.